Hello children, today I'm very happy to see you again in Unit 13, Where's My Book? Lesson 2. By the end of this lesson, you are able to use the words and phrases related to the topic location. Ask and answer questions about locations using where are the plus now plural. There are plus phrase of repetition. Qua bài này các em cần nắm vững cho cô các từ vựng và các mẫu câu liên quan đến chủ đề vị trí. Hỏi và trả lời các câu hỏi về vị trí bằng cách sử dụng mẫu câu Where are the cộng danh từ số nhiều, There cộng cụm giới từ chỉ vị trí. Bài học hôm nay gồm có 6 phần. 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Write about your bedroom. Before the new lesson, let's sing the song together. Let's sing The Poster and the Ball. The poster's on the wall. The poster's on the wall. E-I-E-I-E-O. The poster's on the wall. The ball's under the bed. The ball's under the bed. E-I-E-I-E-O. The ball's under the bed. Good job! Các em thân mến, trong bài hát này đã sử dụng một số giới từ chỉ vị trí. Vậy các em có biết đó là những giới từ nào không? Đúng rồi các em ạ. Đó là từ on ở trên và under ở dưới. Qua bài học hôm nay, cô sẽ giúp các em tìm hiểu thêm một số giới từ chỉ vị trí này nhé. Now, let's start Unit 13. Where's my book? Lesson 2. Are you ready? Look at the pictures and tell me, who is he? Yes, he is Peter. And who is she? Great, she is Peter's mother. They're at home. What are they talking about? Can you guess? Okay, he's finding something. Now you listen. Page 20. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Where are my posters, Mum? I don't know, dear. Look in your bedroom. B. Oh, they're under my bed. Thanks, Mum. Now, listen and repeat. A. Where are my posters, Mum? I don't know, dear. Look in your bedroom. B. Oh, they're under my bed. Thanks, Mom. Trong đoạn hội thoại này, các em lưu ý cho cô từ posters. Đối với danh từ ở số nhiều, các em chú ý cách phát âm âm cuối. Now, repeat after me. Posters. Posters. How about under? Do you remember? Under, ở dưới. Now, repeat. Under. Under. Bây giờ, các em tự luyện đọc lại đoạn hội thoại này trong vòng 1 phút nhé.
Good. Qua đoạn hội thoại, các em hãy cho cô biết, để tìm những tấm áp phích, Peter đã hỏi mẹ câu gì? Yes. Where are my posters, Mom? Cuối cùng, anh ấy đã tìm thấy chúng ở đâu nào? Right. They're under my bed. Now, repeat after me. Where are my posters, Mom? They're under my bed. Vậy, để hỏi những đồ vật ở đâu, chúng ta dùng where are the cộng danh từ số nhiều và câu trả lời there cộng cụm từ chỉ vị trí. For example, look at the picture. Where are the bones? Yes, they're under the bed. Các em lưu ý cho cô nhé. There là viết tắt của they are. Vậy khi trả lời các em có thể dùng there hoặc they are đều được các em nhé. Now, repeat after me. Where are the bones? They're under the bed. Now, do the same with four pictures below. A. Near table. B. Under bed. C. On wall. D. Behind door. Picture A. Near table. Do you know near? Yes, near. Ở gần. Repeat after me. Near. Near. Now, do it with the pattern. Are you finished? Where are the chairs? They're near the table. Very good. Picture B. Under bed. Do you remember under? Yes. Under, ở dưới. Now repeat. Under. Under. Practice with the pattern. Finish? Yes. Where are the bones? They're under the bed. Good. Picture C. On wall. You know on? On. Ở trên. Now repeat. On. On. Now do it with the pattern. Are you finished? Good. Where are the pictures? They're on the wall. Well done. And the last one, picture D, behind door, behind, you know, ở phía sau. Repeat after me, behind, behind.
How about door? Door? Yes, it is a door. Cửa chính. Now practice with the pattern. Finish. Where are the codes? There, behind the door. Excellent! Vừa rồi các em đã cùng cô luyện tập mẫu câu, hỏi và trả lời về vị trí của các vật. Các em đã làm rất tốt, cô khen các em. Now, look at the picture and tell me, what can you see in it? Yes, you can see A. Pictures. B. A bed. C. Books. D. Bones. E. A chair. And F. Clothes. Vậy, để hỏi và trả lời về vị trí của vật ở số X, các em sẽ dùng mẫu câu gì? Good. Where's the? Is. Còn đối với những vật ở số nhiều thì các em làm gì nào? Right. Where are the? There. Okay. Now you have 1 minute to practice with the picture. Bây giờ các em hãy luyện hai mẫu câu này với tranh trong vòng 1 phút nhé. Very good. Now, look at for picture carefully. Tell me, where are the books? A. On the table. B. Under the table. C. On the chair. D. On the bed. Now, you listen and number. Page 21. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Where are my books? They're there on the chair. 2. Where are my books? They're here on the desk. 3. Where are my books? They're there, on the bed. 4. Where are my books? They're there, under the desk. Listen again. Page 21. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Where are my books? They're there on the chair. 2. Where are my books? They're here on the desk. 3. Where are my books? They're there on the bed. 4. Where are my books? They're there, under the desk. Now, listen and check. Page 21. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Where are my books? They're there, on the chair. Good. 1. C. 2. Where are my books?
They're here, on the desk. Which are 2A. 3. Where are my books? They're there, on the bed. Great. 3D. 4. Where are my books? They're there, under the desk. Good job, 4B. Các em làm đúng rồi đấy. Cô khen các em. The next part, read and complete. Look at the picture. What can you see in the picture? Yes, you can see a coat, a bed, bones. How many bones? Yes, 3 bones. How about chairs? 1 or 2 chairs? Good, 2 chairs. So on the table, there are 4 books. And what's this? A photo. So how about this? Yes, posters. They're on the wall. Very good. This is Fong's bedroom. Please tell something about it. Now, read the task in 2 minutes. Have you finished? Good. I have 5 questions. You read the questions carefully. 1. Where is Fong's coat? 2. Where are the bones? 3. Where are the chairs? 4. Where are the books? And Fong's photo. And 5. Where are the posters? Now, read the task again and complete the answers. 1 minute. Now, check the answers. 1. Where is Fong's coat? Yes, it is on the bed. 2. Where are the bones? Right, they are under the bed. 3. Where are the chairs? Okay. They are near the desk. 4. Where are the books and Fong's photo? They are
On the desk. And the last one. Five. Where are the posters? Yes, they are on the wall. Very good. Bây giờ các em hãy viết đáp án vào vở và các em nhớ luyện đọc thêm đoạn văn này nhé. You have just read about Fromm's bedroom. How about your bedroom? Now, write about your bedroom with some clues below. There is an. There are an. Trong phần này, các em lưu ý there is dùng với danh từ số ít và there are dùng với danh từ số nhiều. Đây là đoạn văn viết về phòng ngủ của cô. Các em cùng tham khảo nhé. This is my bedroom. There is a bed in the room. A table near the bed. And a picture on the wall. There are two books on the table. Three posters on the wall. And four clothes behind the door. Now, do it in your notebook. Have you finished? Very good. Sau đây là những nội dung chính trong bài học hôm nay. Các em cùng xem lại nhé. Các em nhớ học thuộc từ vựng và mẫu câu, viết mỗi từ mới 2 dòng, sau đó chuẩn bị bài mới, Unit 13, Lesson 3. Nếu có gì thắc mắc, các em liên hệ với cô qua địa chỉ email võkimlong285a@gmail.com. Cô chúc các em học thật tốt. Goodbye, see you later.